Khánh My xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, người ta vẫn nói sức khỏe là vàng, có sức khỏe mới là giàu có thật sự, chứ không phải là vàng bạc châu báu. Cháu Nguyễn Bá Ngọc, một cựu chiến binh ở Nghệ An, có lẽ là người hiểu sâu sắc về điều này. Chú là người hay làm, siêng năng cần cù, hết phục vụ trong quân đội, lại về chịu khó làm kinh tế. Nhưng mà sức khỏe của chú cứ ngày càng sa sút, bệnh tật xuất hiện ngày càng nhiều, quả thật là lực bất tòng tâm. Tôi là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay 68 tuổi, sống ở thôn Tiên Mỹ, xã Tiên Thụy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Từ khi đi bộ đội năm 1971, tôi tham gia nhập ngũ vào quân đội, sau đó là tham gia chiến dịch đường 9 năm Lào, rồi về đơn vị tiếp tục là được cử đi học y tá, làm y tá của đại đoàn 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn 270, sư đoàn 31. Thì trong đó có đồng chí Hồ Hữu Miện là liên lạc, tôi là y tá, rồi đồng chí Song là chính trị viên phó. Thì mấy anh em vẫn thường xuyên là liên lạc với nhau mãi đến giờ. Tức là mỗi năm là chúng tôi cứ họp mặt cựu chiến binh đại đội 2 một lần. Năm 1982 thì tôi phục viên về địa phương. Đó thì làm cán bộ tác xã Đại Nghĩa. Một thời gian sau hợp tác giải tán thì về đi câu bắt hải sản đấy. Xong đó thì bị đau lưng. Sau đó ở nhà để làm công việc của tại nhà chứ không đi câu được nữa. Sau khi đi khám thì người ta bảo là thoái hóa 5 đốt sống lưng. Nhà tiếp tục đi làm thợ nề, phát hiện ra là thoái hóa đốt sống cổ. Xong đó thì về nhà là hai ông bà là nghỉ nấu rượu nuôi lợn, rồi là nuôi con đi học thôi, chứ còn thì tham gia công việc nặng cũng tham gia được. Đến năm 2015 mới phát hiện là cái bệnh là tự nhiên thấy nó đi ngoài ra máu nhiều. Tôi cứ nghĩ là tôi bị đại tràng thôi, vì là năm 1974 là do đơn vị là đi chiến đấu, cái số người ở lại trực bệnh nhân nó thì ít, nên là tôi bị nhiễm cái đại tràng. Xong đó giải phóng miền Nam thì đi khám thì họ bảo là viêm đại tràng mãn. Cứ uống thuốc đại tràng nhưng mà rồi không thấy khỏi, đau nhiều quá. Thế thì khám thì phát hiện ung thư trực tràng. Thấy giáo sư bảo là bước sang giai đoạn 3 thì bác phải mổ ngay. Thế hồi đấy thì tôi cũng vào mổ đấy. Sau đó thì về nhà thì vẫn cứ đau. Bệnh tật liên tiếp kéo đến, bệnh này chưa hết thì bệnh khác đã lại phát sinh. Có lẽ chú Ngọc đã phải gắn với thuốc thang cho đến cuối đời nếu như không may mắn biết đến Pháp Luân Công, một môn tu luyện của Phật gia. Tôi xem trên mạng thì cũng thấy cũng có giới thiệu về Pháp Luân Công. Và sau đó thì cháu Phương, con trai của em gái là giới thiệu về vấn đề Pháp Luân Công đây, thì tôi xuống tập. Tập xong được khoảng 3 tháng thì tôi đi khám lại theo định kỳ, theo giới hạn đấy. Thì thấy tự nhiên là tế bào ung thư từ 4,9 còn 204, mà men gan cao nhất còn 96 và thấp là còn 56. Tiếp tục tôi tập thêm 6 tháng nữa thì tất cả là các cái chỉ số men gan rồi tế bào ung thư là giảm rõ rệt. Lúc bây giờ là coi như thôi không dùng thuốc nữa. Trước kia là tôi bị mũi thì viêm dị ứng này, nên nó ảnh hưởng đến hai bị viêm họng. Cái thời gian mình mới đầu tập á, cái hút này làm nó đau đến cái mức độ là sưng hết cả chân nên không đi được. Thế nhưng vì là kiên trì với pháp cho nên là tôi cứ cố gắng nhịn mãi. Có hôm là tôi được pha thuốc giảm đau rồi, một cốc thuốc để cạnh bên rồi chuẩn bị uống rồi. Thế mà cháu Phương lên, cậu cứ chịu điểm này để xem thế nào. Thế là đêm tiếp tục là coi như là về là nghe sư phụ giảng tiếp, thì nói chung là cụ lúc nào không biết. Sáng ngày ra tự nhiên thấy nhẹ, họng thấy nhẹ luôn. Hôm đấy là sáng ăn cháo chiều ăn cơm luôn, tự nhiên thấy nhẹ hẳn luôn, không thấy đau. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi tu luyện Pháp Luân Công mà tình trạng sức khỏe của chú Ngọc đã được cải biến rõ rệt. Việc này cũng là nhờ chú đã thực sự đề cao tâm tính, buông bớt tâm nóng giận. Bệnh tật của chú cũng nhờ vậy mà dần dần được đẩy lùi. Tôi tên là Nguyễn Nam Phương, sinh năm 78. Tôi làm việc ở Nha Trang. Khi nghe tin cậu của tôi là Nguyễn Bá Ngọc mắc bệnh thì tôi có về quê và giới thiệu cho cậu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công. Sau một thời gian tôi hướng dẫn cậu đọc sách và luyện 5 bài công pháp. Trong sách truyện Pháp Luân dạy người ta tu luyện theo nguyên lý chân thiện nhận, thì tính tình của cậu đã thay đổi từ người rất là nóng giận trở thành người dễ gần hơn. Và sau một thời gian ngắn thì các bệnh tật của cậu tôi đã biến mất, nhất là bệnh ung thư trực tràng. Sau 6 tháng thì đi khám thì là tế bào ung thư coi như là biến mất. Bệnh ung thư thì thật ra anh là ngày xưa mà về là mệt, người mệt mỏi lắm. Đi bộ là đi tầm khoảng 10-15 phút là bắt đầu mệt, không đi, hầu như không đi nổi được. Nhiều người ta bảo này tại sao mà anh đang còn ốm yếu mà đi không vững, thế mà tự nhiên anh tập có 6 tháng tại sao anh thấy khỏe nhiều. Tôi bảo thì cái này là mình phải kiên trì chăm tu luyện. Thế mà từ ngày tôi tu luyện Pháp Luân Công, tính tình tôi thay đổi hẳn.
Ngày xưa là vợ đồng tính là nạt vợ nạt con, nhưng mà bây giờ thì thôi, bây giờ nói chung là hầu như là mình hòa nhã với con, kệ cả mấy cháu cũng thế, và sống với nó rất tình cảm. Nhiều người bạn bè tôi bảo là từ khi mày tập Phát Lăng Công công nhận tính tình mày dịu hơn hẳn. Bạn bè này rất nhiều người khen tôi, mà thứ một năm chúng tôi đi liên hoan một lần thì nhiều người cũng khen như thế, mà cảm thấy là bây giờ mày béo khỏe hẳn ra, thì ai bảo mày là bị ung thư. Mày công nhận là Phát Lăng Công này thật là đúng là một điều kỳ diệu, càng tập càng khỏe, càng tập càng khỏe. Tôi rất chăm chỉ luyện tập, kể cả học pháp, đọc pháp, không đọc được thì nghe pháp. Sau đó bắt đầu là luyện công. Trong cái năm bài công pháp đó, cái bài nào cũng tốt, bài nào cũng bổ trợ cho mình được hết. Là cái điều kỳ diệu đó. Mà thực tế mà nói là từ lúc bây giờ là hầu như tôi không dùng qua viên thuốc nào. Bác sĩ trẻ trẻ là Dương Thị Thắm là chuyên môn khám. Thì bác sĩ có hỏi là thế bác dùng thuốc gì mà tự nhiên là nó giảm nhiều thế, nhưng bác chạy dùng thuốc gì cả. Bác chỉ tập Phát Lăng Công thôi. Cháu Thắm bảo thế này, hình như cháu đi qua cái công viên Hồ Gòn cái gì đấy, nên là cháu cũng thấy có người tập ở đấy. Vậy bác tập những cái môn hay không? Ừ, bác tập môn đó và bác thấy khỏe người. Ngày xưa nói thật với anh làm gì mà dám đi xe máy lên đến Quỳnh Tam 30 mấy cây. Đấy, bây giờ tôi đi xe máy cứ thỉnh thoảng lên với con với cháu thì nghĩa là đi bình thường. Phẫu thuật xong còn có 52 cân, bây giờ lên 63 cân rồi, khỏe mạnh bình thường. Trước đây mỗi tháng chú Ngọc phải mất 2 đến 3 triệu tiền thuốc, nhưng uống thuốc vào thì người lại mệt mỏi. Giờ thì không cần phải tốn thêm đồng nào để chữa bệnh mà cơ thể lại khỏe mạnh. Qua đây chú cũng có vài lời nhắn với những người đồng đội xưa và cả những người hữu duyên. Qua đây là tôi cũng muốn nhắn gửi các đồng đội mà nếu bị bệnh như tôi, mình có thể tu luyện Pháp Lăng Công thì bệnh tật nó sẽ lùi đi. Qua 3 năm rèn luyện thì tôi thấy con người tôi bây giờ rất khỏe, gia đình êm ấm hòa thuận. Nếu ai có cần thiết liên hệ tập tu luyện Pháp Lăng Công thì tôi sẵn sàng giúp đỡ. Số điện thoại của tôi là 037-529-1953. Khánh My xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Nếu quý vị quan tâm đến chương trình, xin hãy để lại bình luận, bấm like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo cho các số ra tiếp theo. Kính chúc quý vị luôn hạnh phúc và bình an.